có một bài hát này quý vị ạ, tại sao mà thôi em thấy cái gì nó cũng là cái duyên cả, bởi vì em chuẩn bị hát một bài hát mà em chưa hát bao giờ, một bài hát của em mà em chưa hát bao giờ, chỉ là thu và ra mắt thôi, còn chưa bao giờ hát live ở đâu cả. Và đấy, nó cũng sẽ là một cái áp lực nhất định. Và đấy, em cứ giới thiệu trước là bài hát này là em chưa hát bao giờ đấy nha. Em chưa hát bao giờ đấy, em sẽ cố hát tốt nhất có thể trong ngày hôm nay để làm một món quà dành tặng cho tất cả mọi người. Đấy không? Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, bài mang tên I'm Losing You. Mình được mời lắng nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều.